năm tháng cuối cùng của thế kỷ thứ 19, đất nước tôi và nhiều dân tộc trên thế giới đang chìm đắm trong đêm dài nô lệ. Khoảnh khắc giao thừa giữa thế kỷ thứ 19 sang thế kỷ thứ 20, nhiều người đang cố đi tìm chiếc chìa khóa vàng để tự giải phóng cho dân tộc mình. Nhưng điều gì tôi biết được ngày hôm nay hầu như do cha tôi kể lại. Hình ảnh ông vua trẻ hàm nghi, chưa đầy 20 tuổi, đã rời khỏi Long Sàng để lên rừng nếm mật nằm gai cùng cha con Tôn Thất Thuyết dựng cờ cần vương cứu nước. Nghiệp lớn không thành, đã phải đi đầy biệt xứ. Tôn Thất Thiệp liều mình cứu vua vì giặc đâm chết. Tôn Thất Đàm thắt cổ trên đỉnh đèo ngang, trung thành cho đến thác. Gia đình Tôn Thất Thuyết bốn đời xả thân cứu nước. Các bậc anh hào nghĩa sĩ vì sao thất bại? Hỡi muôn dân, trẫm đã không giữ được sơn hà xã tắc để muôn dân sống kiếp nô lệ. Hàm nghi này có tội với tiên đế, với muôn dân. Muôn dân đã đồng lòng đứng lên dưới cờ cần vương phò vua giúp nước, mà trời không giúp trẫm, nghiệp cả không thành. Ta chịu cảnh đi đài để trăm họ chịu kiếp ngựa trâu. Hỡi muôn dân, hãy hiểu cho lòng trẫm. Vĩnh biệt vua chiến của ta, ta đi mà không hẹn ngày gặp lại. Thần nhìn vua ra đi, cũng làm con voi chiến trung thành ứa lệ. Khi vua hàm nghi đi đầy, con voi chiến trung thành đã sống những ngày gian khổ, cũng trầm mình dưới dòng sông Hương. Đại thiết triều bắt đầu. Thiết triều hôm nay có thể là buổi thiết triều cuối cùng của trẫm. Khi nước mất nhà tan, trẫm ngồi trên ngai vàng cũng chẳng ích chi. Trẫm muốn mời tất cả những ai yêu nước thương trẫm thành thái trong buổi thiết đại triều lần cuối cùng vẫn đẹp mãi trong tôi. Không phải cảnh trăm quan nghiêm cần hành lễ, không phải cái vang bóng thời xa xưa xúc động tôi, mà chính là số phận của vua Thành Thái, một trong không nhiều ông vua nhà Nguyễn chọn con đường chống đối thực dân, đặt cho tuổi thành niên của tôi câu hỏi lớn. Lệnh của vua không cho phép đi vào cửa chính, ông phải đi vào qua cửa bên. Người Pháp không bao giờ đi bằng cửa bên. Tâu bệ hạ, quân Lang Sa quá ngạo mạn, đòi vào cửa ngõ môn,
bắt nó vào cửa hiện nhân. Dạ. Những cần thần của vua Thành Khánh đứng nhìn bọn Tây Lang Sa ngạo nghễ đi vào cửa ngõ môn. Những khẩu thần công nặng hàng chục tấn, chẳng lẽ không đè bẹp được chiếc ô tô nhỏ bé sao? Phải làm gì bây giờ? Câu hỏi đeo đẳng tôi suốt thời gian sống và học ở Kinh Đô Huế. Tôi được chính phủ Pháp ủy quyền trao cho hoàng đế của nước An Nam văn bản quan trọng này. Hỏi các khanh, muôn dân nô lệ lầm than, vui chi bệ ngọc ngai vàng riêng ta. Bắt lấy vua đi. Bé hạ, phu nhân không được bắt vua, các quan không cho tay bắt vua. Vĩnh biệt ái khanh. Khi hoàng tử lên ngôi, hãy đặt niên hiệu Duy Tân và truyền cho con. Đừng bao giờ quên, triều đình ta đã có hai vua đang bị đi đày nơi xa đất nước. Phu nhân, không, con. Mẹ hạ yên tâm, mẹ con thiếp không phụ lòng mẹ hạ đâu. Bài câu của vua Hàm Nghi. Ngày cuối cùng của vua Thành Thái rời Kinh Đô Huế làm cho tôi nhớ lại tướng Nguyễn Chi Phương, 74 tuổi vẫn ra trận, ôm đứa con trai chết trên thành Thăng Long. Người tướng già tuyệt thực 30 ngày khi Thăng Long thất thủ, và còn biết bao nhiêu người khác nữa như Trương Đình, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hiếu Huân, thà rơi đầu xuống đất này chứ không bao giờ hàng quân cướp nước. Nước bất mà không biết là bất nhân, biết mà không cứu là bất trung, cứu mà không xả thân là bất dũng, có dũng khí mà không có phương sách là có tâm mà thiếu trí. Ngàn năm giang sơn bền vững, lẽ nào bất lực trước quả xâm lược Tây Phương? Phải làm gì đây?